Nàng ấy nói với chàng rằng nàng cần có bạn nhảy trong vũ hội. Cuốn sách này chán ngắt. Cha của chàng. Ơ kìa, cô ngủ gục luôn rồi. Không muốn cuộc phần ấy đâu. Chuẩn, cô ngủ say luôn. Cơ hội để mình dặm lại lớp trang điểm nè. Dặm nhanh thôi. Ồ, con bé này liều thật đấy. Hả? Sao tự nhiên mình thấy sau lưng có gì kỳ kỳ ấy? Ờ, chào. Đưa mỹ phẩm ngay cho cô. Ồ, cô làm mình bực ghê. Khổ thân, cô lại tịch thu mỹ phẩm của cậu. Nhưng nhìn nè, tớ có một bí mật. Đúng đó, đồ uống của tớ là hộp phấn. Lấy một cái cốc không và lật ngược lại. Rồi phun keo vào đáy cốc nhé. Chuẩn rồi, tiếp theo hộp phấn yêu thích. Tớ đặt nó lên keo và chờ cho keo khô đi. Úm ba la, mỹ phẩm được giấu dưới cốc mở ra. Tớ đóng nắp để nó trông như thật luôn. Nhưng mà chưa xong đâu, phấn thì phải có cọ mới dùng được đúng không? Tớ cắt dọc ống hút và đưa cọ vào trong. Rồi tớ kéo thêm một cái ống hút khác để che đi. Sau đó chỉ cần đưa ống hút qua nắp thôi. Wow, đỉnh của chắp luôn. Kéo ống hút là cọ lộ ra để tớ dùng. Dặm phấn nốt cho xinh nào. Ủa, lại làm trò gì nữa kia? Phải đến xem kỹ mới được. Uống nước thì được. Ướt như chuột lột rồi. Người ướt nhem. Xem tóc tai này, cả cái mặt nữa. Mưa to như chút nước ấy. May mà mình nhớ mang theo ô. Đời thật bất công. Ôi trời ơi, sao vậy trời? Mưa làm tớ tàn tạ luôn đây nè. Khổ thân. Tóc cậu thực sự cần phải sấy khô đó. Nè, chờ chút nhé. Tớ mới nghĩ ra cách này hay cực. Nhìn này, máy sấy tay ở ngay kia. Cúi đầu xuống dưới đi. Kiểu gì cũng hiệu quả, tin tớ đi. Tốt, đúng rồi, để máy sấy tóc cho cậu. Đỉnh quá, tóc tớ khô rồi này. Đó, đã bảo mà. Lại xinh xắn rạng rỡ rồi. Ủa, mình suýt quên. Phải bỏ mấy đồ này vào hộp. Máy quét không đổ chuông. Mình có ý hay hơn nè. Giấu đi là được. Quá ở nắp. Máy quét sẽ không tìm ra đâu. Ôi không, báo động kêu rồi. Chào cô, ở đây có vấn đề gì vậy? À, đã bảo tôi vô tội mà. Không thể tin được chuyện này. Tuyệt đối không được để chuyện đó xảy ra. Chắc là có cách khác cho mình chứ. Mình sẽ dán miếng băng dính xốp này lên ốp điện thoại. Tốt, giờ thì bóc giấy ra, dán bảng phấn mắt lên đó nào. Vừa nhìn nè. Ổn rồi, mình sẽ đặt điện thoại vào hộp. Tuyệt, chuông báo không kêu nữa. Cái gì ở trên ốp đây? Đây à, dùng để cầm điện thoại dễ hơn thôi à. Thế thì được. Vào lớp đi em. Thêm vài đường ở đó đi. Phải, buồn cười ghê. Chào các cậu. Ôi trời, là kết kìa, thật tình cờ làm sao. Cứ như tụi mình chịu hồn mùi hôi ấy. Đấy, trong này hôi thật. Cậu ấy không hiểu đâu. Kate, cậu đã bao giờ nhìn thấy cái này chưa? Đây, cho cậu đây nhé, đừng ngại mà hãy dùng nhiều vào. Cảm ơn, chắc vậy. Kate, xịt dưới cánh tay cậu ấy. Đi thôi, vào lớp đi nào. Ơ kìa, có gì trên gương thế kia?
kết hôi dính. Chị có? Mình hôi làm sao? Mình chả ngửi thấy gì. Phải xóa đi mới được. Được rồi, để thử với tay áo xem. Không lau được, phải có cách nào chứ. Biết đâu nước lại có tác dụng. Cái bồn rửa ngu ngốc của trường chả bao giờ hoạt động. Vô ích thôi, giờ ai cũng sẽ thấy cái này. Nhận lấy mẻ kết hôi dính trên gương. Chỉ nhìn thôi cũng đã không chịu nổi rồi. Từ từ, nó sạch rồi nè. Da xịt khử mùi sao? Để thử lại nào. Đúng là da xịt khử mùi. Mình bị lau sạch ngay rồi. Mình còn chẳng nhìn thấy vết mờ nào. Xuất sắc. Khủng hoảng được ngăn chặn. Nhưng biết sao không, có lẽ đã đến lúc mình trổ tài. Chỉ cần lấy bút marker ra, mình sẽ viết tên mình lại trên này. Xong, theo mình thì tác phẩm này đẹp hơn nhiều. Làm bài nãy giờ là mình khát khô. Có cái này là đỡ nè. Sao mình không thể mở chai này ra vậy? Làm sao để hết khát được bây giờ? Này, Jennifer ơi. Cậu muốn gì? Tớ không mở chai này được, cậu có thử giúp tớ với. Kinh quá, bỏ thứ đó ra xa tớ đi. Xin lỗi. Này kế, để tớ mở cho cậu. Thật sao? Ôi trời, cảm ơn cậu. Của cậu đây. Cảm ơn cậu nhiều mát. Cảm ơn cậu nhiều mát. Như được uống nước ở giữa sa mạc. Không tin nổi cậu ấy lại giúp con bé như vậy. Nhìn nó tu nước ứng ực kìa. Khoan đã, tự dưng mình lại có ý hay. Đã ghê cơ, đi vứt vỏ chai nào. Giờ là cơ hội của mình, phải để điện thoại sẵn sàng nào. Xuất sắc, cảnh này hoàn hảo luôn. Xong và xong. Oh yeah, sắp có trò vui để xem rồi. Chỉ cần thay đổi một chút ở đây và... Oh yeah, hay rồi đây. Xong, đến lúc gửi cho tất cả mọi người rồi. Có ai nhận được chứ nhỉ? Tin nhắn kìa. Khổ thân Kate. Gì đấy nhỉ? Ôi mẹ ơi, là Kate đó, nó ngồi ngay kia kìa. Có chuyện gì vậy? Sao ai cũng cười vào mặt mình? Kiểm tra điện thoại đi Kate. Điện thoại tôi có gì? Một video? Đó là mình mà. Gì cơ, mình không lấy nó ra từ thùng rác. Mình nhét nó vào thùng rác chứ. Đoạn phim bị đảo ngược rồi, ai cũng nghĩ mình lục rác để ăn. Đúng rồi, hài hước thật đấy. Nào nào, đến lúc biến hình rồi. Wow, mồ xịn ghê. Tôi lên nhìn đẹp quá. Nè bố ơi, xong rồi. Biến hình nào. Tiệt, thành công mỹ mãn. Của tớ cũng thế. Tụi mình xinh ghê, đập tay nào. Xem nào, sao này xếp vào đâu được. Đây nè, hoàn hảo, mọi thứ thật ngăn nắp. Ê, nhìn sang bàn tớ đi. Wow, nhiều mỹ phẩm thế, xem gọn gàng nữa chứ. Trông ấn tượng đấy. Nhưng mà khoan, để tớ cho cậu xem cái này. Ủa, đâu hết rồi? Cô tìm thấy phòng trưng bày mỹ phẩm. Em biết quy định mà, cấm, cấm thiệt. Nè, ngẩng đầu lên, cho cậu xem mẹo hay của tớ nhé. Đầu tiên tớ lấy bảng phấn mắt và cả tăm bông nữa.
chọn một màu và xoay tam bông trên đó. Mỗi tam bông một màu nha. Miết mạnh xíu để phấn mắt bám lên tam bông nhé, rồi tới bỏ hết chỗ tam bông vừa rồi vào hộp. Úm ba la, một bảng màu mắt trên tam bông. Giờ tớ đã có mỹ phẩm ngụy trang để lén dùng. Và có sẵn cả 7 sắc cầu vồng sặc sỡ. Wow, ba màu này kết hợp đẹp dã man luôn. Cảm ơn cậu nhiều. Luna biết đáp án kìa. May mà mình có ôn phần này. Mình thì thật may mắn vì Luna biết đáp án. Để xem chút nào. Viết nhanh tay mới được. Trời ạ, nhỏ chép phao. Mà không cho mình chép. Cheryl, bỏ ra. Nhưng cậu tham thế. Thôi kệ, ăn kẹo lấy sức cái đã. Thèm muốn chết. Sô-cô-la. Cậu ấy ăn kẹo à? Nhìn ngon dã man. Mình cũng muốn ăn. Đói bụng quá đi mất. Nhìn ngon xỉu kìa. Cheryl ơi, cho xin miếng đi mà. Ái chà chà. Không. Đủ rồi. Làm như tớ sợ ấy. Chiến đi. Chỉ còn một cách mà thôi. Ủa, có ai mở cửa sổ hả? Một thanh kẹo nữa. Sao cũng được. Lấy đi. Đưa tớ đáp án đi. Nữa. Rồi, vui chưa má? Rất vui được làm ăn với cậu. Cảm ơn bồ nha. Cảm ơn. Mình ghét học bài. Thế này quá tiện luôn. Các em đang làm gì đấy? Thầy rất thất vọng đấy. Đưa cho thầy nào. Đi vào phòng phạt. Cả hai em. Thật không thể tin được. Đổ củ bắp. Muốn ăn vụng thì phải thế này nhá. Ngon quá. Đi làm phải thế chứ. Sấy tóc nào. Mình sẽ xinh lắm đây. Tuyệt vời. Đến lúc làm bài tập về nhà rồi. Ôi, mình thích món khoai tây này quá. Bài tập này sẽ dễ thôi. Bỏ mớ rác này qua một bên đã. Mở máy lên. Sao mày không mở lên? Cách này sẽ giúp mình. Lắc lắc lắc. Eo, hy vọng không ai thấy. Chắc giờ được rồi đây. Không. Laptop, tại sao mày lại ghét tao vậy hả? Đợi một chút. Mình có một giải pháp thông minh này. Mình có một cái chai 2 lít và một con dao. Cắt phần trên của cái chai ra. Mình cần một miếng khăn giấy ở bước này. Mình sẽ bỏ khăn giấy vào chai. Nó vừa với phần đuôi của cái máy sấy tóc. Mình sẵn sàng rồi đây. Nó giống như một cái máy hút bụi mini vậy. Xem nó hút hết bụi khoai tây này. Sạch sẽ. Xong và xong. May mà đã đến giờ ăn trưa rồi. Không đời nào. Maddie, nhìn này. Trời đất, cái áo mới của tớ. Có dính bẩn không ta? Cậu biết sao rồi đó. Mình không có cái gì để thay. Thôi nào vết bẩn, biến đi. Toàn là lỗi của cậu đấy Jennifer. Có thể chúng ta sẽ giấu nó đi. Này, cậu có thể đeo thắt lưng của tớ. Đến đây, tớ sẽ chỉ cậu. Tớ không nghĩ nó hiệu quả đâu. Trừ khi chúng ta làm bước cuộn nó lại. Đầu tiên, vòng thắt lưng quanh eo. Thắt chặt nhất có thể. Khi đã cố định, thì kéo áo lên như thế này. Và giờ, bạn không còn thấy vết bẩn nữa. Tuyệt đấy chứ. Oh yeah, trông đẹp đấy. Phù.
vẽ thật cẩn thận. Ngứa mà có thước để gãi thì thật đã. Đó là một hình tam giác cân khá đẹp. Và môn hình học đã xong. Dọn dẹp mọi thứ thôi. Bỏ vào đây. Không vừa đâu. Đợi chút, mình thông minh mà. Mình sẽ bỏ tất cả vào ba lô. Thước vào đi này. Đùa à? Sao lại không vừa cơ chứ? Ôi. Thước à? Tại sao mày bắt tao phải làm vậy với mày chứ? Đợi đã. Biết đâu đây lại là một điều hay. Vẫn không vừa luôn. Cái túi đựng bút này ghét mình hả ta? Được rồi. Mình nghĩ mình sẽ làm được. Làm một cái thước nhỏ bằng giấy. Mình có bút đây. Mình sẽ tháo phần đuôi và lấy que mực ra. Cây thước giấy nhỏ này sẽ lọt vào bên trong. Và mình sẽ bỏ que mực vào lại. Tốt như mới vậy. Thử với một mẩu giấy nào. Giờ nó cứ như một cây thước vậy. Đường thẳng này lúc nào cũng là một hình tam giác hoàn hảo. À vâng, em hiểu rồi. Thầy phải thấy những đường thẳng trong hình của em nếu em muốn được 10 điểm. Giờ là lúc để tỏa sáng. Mở túi ra và ôi, bút thước sẽ cứu mình. Eo! Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mực dính tùm lum. Thật không công bằng. Tay mình, mặt mình, mọi thứ. Ok. Thầy Clarkman thật vô lý. À vâng, lại kiểm tra. Đơn giản. Vì mình đã chuẩn bị rồi. Này Kate, xem tớ có gì này. Trời đất quỷ thần ơi. Cậu không biết mình đang làm gì đâu Jack. Sao không chứ? Dù là hình học hay tiếng Anh thì tớ cũng có đủ hết. Vậy đó là lý do em mặc cái áo buồn cười này hả? Ôi. Giờ xem, cái áo và cái nón này là của thầy rồi. Ôi không, con đường học vấn của tôi. Tớ không tin là cậu lại nghĩ cách đó hiệu quả đấy. Này Jack, đừng lo, tớ đã lo liệu rồi. May mà mình có cái miếng đệm này. Chỉ cần lấy lớp lót ra. Tiếp theo, đưa tớ một cây bút nào. Mình có thể viết mọi thứ mình cần lên. Cả phương trình cũng đủ chỗ luôn. Ai lại cần học bài khi bạn đang có một chiếc giày và một cây bút cơ chứ? Và giờ chỉ cần nhét lớp lót lại vào trong giày. Ở yên nhé phương trình, tao sẽ cần mày đấy. Không ai có thể biết được. Từ từ giúp cậu đây này Jack ơi. Vì tớ có một chiếc giày đáng tin cậy. Sao cậu lại đưa tớ chiếc giày gớm ghiếc này vậy? Nó không giúp tớ qua được môn hình học đâu. Không phải chiếc giày, mà là bên trong ẩn chứa một phương trình tuyệt vời. Đợi đã, chuyện gì đã xảy ra với bài toán của tớ thế? Mực bị mờ hết rồi. Mấy phương trình kia nằm hết dưới gót chân của tớ rồi. Ôi, con đường học vấn của tôi. Đừng nói chuyện nữa và chuẩn bị rớt môn đi. Mình đã dành hết thời gian để viết những phương trình đó mà giờ lại không được gì cả. Mình biết đến lớp sớm là một quyết định đúng đắn. Không ai có ở đây. Giờ là lúc hành động đấy. Những cái phao nhỏ xíu này đã sẵn sàng rồi. Phải kiểm tra lời giải trong điện thoại mới được. Mình còn không biết được chính xác lời giải ngay cả khi nó ở trước mặt mình nữa là. Không hề gì, cục tẩy tới giải cứu đây. Ôi không, phao của mình. Ước gì có cách gắn chúng liền lại với nhau. Đợi đã, có cách đấy. Băng keo, không có gì là mày không làm được phải không? Đợi đã, băng keo làm được mọi thứ mà nhỉ. Đầu tiên, mình cần một miếng giấy có cùng chiều rộng với chiếc băng keo. Giờ thì viết ghi chú lên. Ôi, đại số, tại sao mày lại khó như vậy? Tới lúc dùng miếng băng keo hai mặt rồi. Mình cần một miếng dài, phải cẩn thận để nó không bị cắt ra khỏi đồ xé băng keo nhé. Giờ là lúc cẩn thận đặt miếng giấy lên băng keo. Vừa y luôn.
Giờ chỉ cần cuộn miếng giấy dính băng keo lại. Tất cả đã xong, dùng được rồi. Ai mà phát hiện ra được chứ? Ôi, đồ xé băng keo, mày sẽ giúp tao đạt điểm 10. Nhìn những phương trình đáng yêu này này. Kate, cậu đến sớm vậy? Xem tớ có gì này. Tất cả các đáp án. Phải thành thật mà nói, đây là việc thông minh nhất mà cậu làm được đấy. Các em, chuẩn bị rớt thêm một bài kiểm tra đại số nữa nhé. Này băng keo, đừng làm tao thất vọng nhé. Hóng bài kiểm tra này ghê đấy. Bài của em đây Kate. Cảm ơn thầy Clarkman. Được rồi, làm bài thôi. Đến lúc lấy băng keo ra rồi đấy. Vẫn ở chỗ cũ này. Xin chào đáp án cho câu hỏi đầu tiên. Và cả câu hỏi thứ hai, thứ ba nữa. Được rồi, chỉ một câu hỏi nữa thôi. Sang câu 4 nào. Đợi đã. Câu trả lời trong câu 4 này là gì? Được rồi, xem băng keo nào. Là ở đây, đây hay đây? Phải ở đâu đó trong này chứ. Kate, nhìn cậu giống xác ướp quá. Hoan hô Kate, giờ ra khỏi lớp mau. Vâng. Buồn cười quá đi mất. Không thể nào. Ôi là trời, Kevin dễ thương quá. Có chuyện gì thế? Cậu ấy tuyệt nhỉ. Mình ngắm cả ngày cũng được. Wow, nhìn đây này. Ôi không, lớp học bắt đầu rồi. Chào buổi sáng, đến lúc làm bài kiểm tra rồi. Cô ơi. Sao thế Betty? Naomi đang nhìn trai trên điện thoại ạ. Naomi, bỏ cái điện thoại xuống. Cô muốn em tập trung hết sức. Cái gì? Là Kevin mà cô? Bất công quá đi. Cậu đúng là đồ ngố. Em giải không cơ? Cô đừng la nha, cứ để đá em. Cô luôn tin tưởng em Betty ạ. Đến đâu rồi nhỉ? Không ngờ cậu lại làm thế luôn. Hay mình ngó một cái nhỉ? Đừng có mơ nhá. Nhưng cậu ấy đang tập thể dục nè. Không thể cưỡng lại nữa. Mình muốn nhìn Kevin. Khó quá đi. Đố cậu đấy. Tí hí thôi. Chờ chút, có cách rồi. Mình biết làm gì nè. Phải chụp ảnh một phát. Mình sẽ để điện thoại ở đây. Rồi in ảnh của mình ra. Mình sẽ cắt và dính nó vào điện thoại. Nhìn ổn đấy. Xem này Betty ơi. Cái gì? Cậu không thể làm thế. Cô ơi, có chuyện ạ. Hả? Cái gì thế? Cô không hiểu thế này là sao cả. Cô nhìn kìa, rõ ràng thế còn gì. Cái điện thoại, ngay đằng kia. Cô nhìn đi. Đừng lãng phí thời gian nữa Betty. Nhưng cậu thắng lần này rồi đó Naomi. Chưa xong đâu bộ. Shh, Kevin nhảy nè. Xem với nhau. Không. Và X chính là 5. Wow, đã đến giờ ăn trưa rồi sao? Ăn nào. Nghe ổn đó. Mình đợi nãy giờ luôn. Mình thích trứng sô-cô-la lắm. Siêu ngon mà còn có quà bất ngờ nữa. Quên mất snack của mình. Nhưng không sao hết, mình có cách rồi. Xin nhá. Ngon tuyệt. Đang thèm luôn á. Trứng đâu rồi nhỉ? Mới ở đây mà. Có chuyện gì sao? Không. Không được. Đồ trộm trứng. Mình phải biết chứ. Cậu ấy lúc nào cũng thế. Khoan đã nào, mình có ý tưởng rồi. Mình sẽ trở lại ngay. Sao cũng được, trả sô-cô-la đi. Đầu tiên mình cần một quả trứng. Ống hút và keo nữa. Mình sẽ xịt keo vào vỏ trứng. Như vậy nè. Sau đó, ấn ống hút lên đấy. Giờ đợi nó khô lại nha. Vẫn còn nhiều việc phải làm lắm. Mình sẽ nhúng trứng vào sô-cô-la chảy. Nhìn ngon tuyệt vời. Giờ đặt nó vào giấy bạc nè. Trông giống thật đấy chứ. Mình sẽ gấp các góc lại. Không thể để Naomi nghi ngờ được. Xong rồi đây. Tớ có cái này cho cậu nè. Tớ biết cậu thích nó mà. Cảm ơn, tớ mê món này lắm. Chúc ngon miệng. Eo. Kinh quá à.
Đáng đời, cho cậu một bài học đó. Là trứng sống mà. Eo ơi, sao cậu lại làm thế? Mai mốt tự mua snack đi nhé. Đồ độc ác. Leo leo. Nghệ thuật là cách tâm hồn biểu đạt. Cô đang nói gì vậy ạ? Em đây ạ. Hả? Lại đi học trễ hả Naomi? Thôi kệ đi, hôm nay cô có một đề bài rất thú vị dành cho các em. Đề tài chính là mẹ thiên nhiên và một trong những tạo vật cute nhất của người. Cô muốn các em vẽ một con sóc. Đừng quên cái đuôi sushi cute đó nha. Ok, cái đó mình làm được. Chắc không khó lắm đâu. Tinh thần chuẩn đó Betty. Ôi, có người gọi mình nè. Alo. À, chào gái. Cô nghe điện xíu nha. Có vẻ ổn đó nha. Mình thích những hình ảnh xinh xắn. Chà, cứ vẽ đi. Tớ còn nhiều việc quan trọng hơn để làm á. Ví dụ như trang điểm. Cậu biết lý do cậu bị điểm thấp đúng không? Cái gì? Tớ là họa sĩ. Tớ là tuyệt tác đó nha. Và khiêm tốn ghê. Mình phải vẽ xong chú sóc đã. Thiết kế sàn này ghê. Ôi trời, giáo viên quay lại rồi. Anh ấy muốn hẹn hò với tớ sao? Wow, 5 phút nữa nha các em. À, mình cần đi toilet. Muốn đi tệ quá. Ôi, đi đi Betty. Đáng lẽ mình không nên uống tận 3 chai nước ngọt. Phải nhanh tay lên. Vẽ sóc như nào vậy? À, khó hơn mình tưởng á. Hay là mình... À, kinh khủng quá. Phải làm gì bây giờ? Chờ chút. Mình cần tranh của Betty. Wow, nhìn được phết. Nhỏ này giỏi đó. Phải công nhận, mình sẽ bọc màng bọc lên trên bức vẽ. Phải thật là chắc nha. Giờ mình có thể vẽ đồ lên con sóc. Mình sẽ vẽ ngay trên màng bọc này. Chỉ cần vẽ theo các nét thôi. Đơn giản quá đi. Sao mình không nghĩ đến vụ này sớm hơn nhỉ? Giờ là chân nè. Rồi đến mắt. Sắp xong rồi đây. Xong rồi. Đỉnh của chóp. Lấy màng bọc ra nè. Rồi lật ngược lại và đặt nó lên tờ giấy. Mình cần ịn mực vào đây. Dùng đồ lăn bột cho dễ. Vậy là lấy màng bọc ra được rồi. Chỉ còn con sóc mà thôi. À, cô ơi, cô thấy sao ạ? Để cô xem cái nào. Ta-da! Mong là cô thích ạ. Phew, suýt thì tiêu. Có gì mới không ạ? Không, sao lại thế chứ? Tuyệt lắm Naomi. Ờ, cô dễ thương ghê. Nhưng nhìn y chang tranh của em luôn. Em không hiểu ạ. Chuyện gì vậy? Betty, em copy Naomi đó hả? Sao ạ? Không, cậu ấy đó cô. Đời sống thường có nhiều bí ẩn mà. Bực quá đến mất. Cô có đang nhìn không vậy? Cô đang viết trên bảng. Cơ hội của mình đi rồi. Cẩn thận, không được khiến cô chú ý. Dừng lại chút. Nghĩ mình thông minh lắm hay sao? Không thể để chuyện này xảy ra trong lớp mình. Xin chào. Đúng, là cô. Em biết quy định chứ? Vâng, son của em đây. Vải thưa mà đòi qua mắt thánh à? Son mua mình mới mua luôn đó. Kìa, tự dưng mình lại nảy ra ý này. Chuẩn, sẽ ra gì và này nọ lắm đây. Trước tiên mình sẽ kéo cục tẩy nhỏ ra. Giờ thì cắm ống hút vào đầu bút chì. Cần cắt phần thừa đi nè. Tiếp theo, mình cần chút son. Mình sẽ hơ nóng cái thìa cho son chảy ra. Son môi lỏng rồi nè, đổ vào khuôn ống hút thôi. Cẩn thận không đổ ra ngoài vì lắm. Xong rồi. Khi son khô, mình sẽ tháo ống hút ra. Thành công, mình đã có tẩy son hồng trên bút chì. Hả? Học sinh của mình lại làm gì kia? Rosie, làm mỹ phẩm à? Dạ không cô ơi, chỉ là bút chì của em. Chà, thế thì được. Đổ nước vào đáy bát và làm đông đá. Lấy đá ra khỏi bát thủy tinh đó.
Giờ thì lấy bảng sơn màu ra nào. Đã đến lúc trổ tài họa sĩ rồi. Vẽ trực tiếp lên viên đá lớn nhé. Hãy dùng các màu sơn khác nhau. Khi đã tan ra, sơn sẽ di chuyển và xoay vòng. Màu sắc sẽ hòa vào nhau. Cứ tiếp tục tô thật nhiều lớp sơn khác nhau nhé. Việc này quả thực rất thư giãn đấy. Nó tạo hiệu ứng rất tuyệt. Và thành quả thì cực đẹp. Đúng không? Ok, chắc giờ làm bài tập trên lớp thôi. Hứ, bút bị sao vậy nè? Hết mực mất rồi. Chừng ngày hết mực. Chả sao. Sophia ơi, có chuyện gì vậy Luna? Bút tớ hết mực mất rồi. Cho tớ mượn một cái nhé. Ok con dê, tớ có mang thừa mấy cái nè. Chỉ ở trong đây thôi. Đâu phải bút bi. Chờ chút. Hả? Để coi có không đây. Quá trời đồ này. Mình phải ngăn nắp hơn mới được. Khoan đã. Mình có ý này. Mình đã nghĩ ra cách giữ đồ gọn gàng rồi. Trước tiên, mình cần kéo dây chun này qua tập đựng. Cần thêm vài cái nữa nè. Giờ thì tha hồ mà cất đồ ở trong này. Và còn nhiều không gian bên trong. Mọi thứ đều ngăn nắp và dễ tìm. Trông ổn áp nhỉ. Đây, bút bi nè. Hả? Gì cơ? À đúng, tất cảm ơn. Tuyệt thật đấy. Mình đã có giấc mơ đẹp nhất. Bài kiểm tra chán dã man. Nhưng mà tớ thích. Đúng là đồ mọt sách. Hay là nghịch tí cho vui nhỉ. Ê, đừng có tỏ ra con nít nữa. Tớ thích câu hỏi này. Wow, mình muốn ra khỏi đây. Úp, chờ chút. Này, lại gì nữa đây. Xem đi nè. Tớ trả bút bi vào tay áo và rồi xoay nó một chút. Nói thật thì cậu ấn tượng lắm đúng không? Wow, cậu là phù thủy à. Để tớ thử. Sao tớ thấy không đúng. Ảo thuật gia không bao giờ tiết lộ bí quyết. Hay mình cần nhiều ma sát hơn nhỉ. Hút đi. Mình không làm được. Đúng rồi. Tính toán rồi cũng ra cách thôi mà. Mình quên mất lực hấp dẫn. Và vòng quay của trái đất có nghĩa là mình biết rồi. Thử lại lần nữa nào. Đâu phải ảo thuật gì. Ờ thì sao. Cả lớp trật tự. Em xin lỗi. Chết nhá. Úi. Lại cả em nữa hả Sophia. Em đang làm bài tập mà cô. Cô nhắc lần cuối thôi đấy. Khoan, chắc chắn mình có bút mà. Có vẻ mình sẽ trượt môn thôi. Ê, cái gì kia? Tớ không biết. Tối nay có buổi biểu diễn. Chúng ta sẽ đến đó. Đợi đã. Không được đem đồ ăn vào đây. Cô có thể ăn sau buổi biểu diễn. Tôi không có gì hết. Bắt quả tang. Mình không muốn gặp rắc rối vậy đâu. Mình sẽ nghĩ ra cách nào đó. Sẽ hoành tráng lắm đây. Chỉ cần lấy áo hoodie che ba lô lại như này. Vậy là xong rồi đấy. Mà phương phình sẽ còn hay hơn nữa. Nhìn tới nè. Đúng là kế hoạch hoàn hảo. Đứng lại đó. Ok. Bị lừa rồi. Cậu đã ăn gì vậy Grace? Chỉ là ba lô của tớ thôi. Muốn ăn vặt không? Tin tốt lan nhanh mà.
buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi. Tới đi. Được rồi cả lớp, tập trung nào. Hôm nay chúng ta làm kiểm tra, không trao đổi hay gian lận, cô sẽ giám sát. Bắt đầu làm đi. Sẽ ổn cả thôi, mình chỉ cần lấy bút. Ôi không, mình không mở được túi bút. Nào, mở ra. Không ổn chút nào. Hay là nhờ Jennifer nhỉ? Gì? Cậu có thử cái bút bi nào không? Làm ơn. Không, tớ đang dùng rồi. Wow, ok. Mindy, cô đã nói gì? Em xin lỗi. Phải làm sao bây giờ chứ? Mình còn trẻ và đầy hoài bão. Và rồi mình bị điểm F. Giờ nhìn mình xem. Lại một ngày nữa bận rộn tiêu tiền. Ôi, nhìn người nghèo này xem. Cô có tiền thừa cho tôi xin, làm ơn. Ok, để tôi xem. Mong là giúp được cô. Cảm ơn cô nhiều. Cô thực sự rất biết ơn. Cô tốt bụng quá. Không, không thể để chuyện đó xảy ra. Mình tuyệt đối không thể bị ép. Khoan đã, hay là mình dùng kẹp giấy này nhỉ? Mình sẽ đặt kẹp giấy lên bàn. Giờ mình cần súng bắn keo. Mình sẽ bơm keo vào trong kẹp giấy. Mình dùng keo kim tuyến vì trông nó dễ thương. Mình sẽ phủ kín phần này. Giờ để nó cứng lại, mình sẽ luồn đầu này của kẹp giấy vào khóa kéo. Yeah, mở được rồi. Nhẹ cả người luôn. Tuyệt, tâm hồn nghệ sĩ của ta đang sống dậy. Vẽ mệt ghê cơ. Cởi áo ra cho bớt nóng nào. Khó kéo thế, nhưng mà nhẹ cả người. Ủa, gì đây? Thôi xong, hình như là son môi của mình. Chắc môi mình bị cọ vào áo rồi. Chán. Này, đây này. Tiếng gì vậy trời? Son môi của tớ trôi hết rồi. Thế thôi sao? Để tớ giúp cậu nhé. Của cậu nè. Tớ lấy một lọ sơn rỗng, đổ gel trong suốt vào như Vaseline chẳng hạn. Và màu mà tớ muốn. Rồi tớ trộn thật kỹ lên. Khi nào màu được trộn đều là dùng được. Tớ chỉ cần cọ vẽ để thoa gel này. Chấm chấm một xíu và thoa lên môi. Đơn giản thế thôi, tớ đã làm son dưỡng có màu. Ôi đỉnh, mềm môi ghê. Và khi lớp son dưỡng khô, chỉ cần bóc ra. Thấy không, môi cậu vẫn đỏ xinh kìa. Mà vì màu đã in đậm trên môi nên sẽ giữ được cả ngày. Cậu cũng chẳng cần lo son bị trôi nữa. Cậu đúng là thiên tài đấy, cảm ơn nhiều. Giờ thì vẽ tiếp nào. Bài này khó ghê. Vậy các em muốn như vậy hả? Cô biết các em đang làm gì nhỉ? Cô nhắm tụi mình. Em chưa thấy cái này bao giờ ạ? Tin được chết liền. Wow, cô giận quá kìa. Em biết luật mà. Phải nhanh mới được. Mình thích bộ móng mới này quá. Cô sẽ không biết đâu. Chào. Đừng giả bộ ngây thơ nữa cô gái. Cô nhìn gì vậy ạ? Này là hộp bút của em thôi ạ. Vậy á hả? Bao nhiêu bút cũng không đủ ạ. Cô đang theo dõi đấy. Có chuyện gì thế này? Ôi, cô ở đây lâu chưa ạ? Bài kiểm tra đỉnh quá ạ, khó cực. Ngoan của ta. Ok, dễ phết chứ bộ. Sao các em không thể giống Naomi nhỉ? Con bé ngoan như vậy mà. Bên ngay là mình sẽ rớt mà. Thôi kệ đi. Về đến nhà rồi. Mệt thật đấy. Chờ chút, mình có bài tập sao? Thôi nào. Rồi, chắc mình phải làm luôn cho xong. Mong là làm nhanh. Còn nhiều thứ hay hơn để làm mà. Đúng là kinh khủng. Chán quá đi. Mình không thể mở mắt nổi. Wow! Ôi giời. Đâu mình? Chuyện gì thế nhỉ? Bài tập gì chứ? Tại nhà Mi hết đấy. Mình sẽ chơi đùa một chút. Đến giờ chơi game rồi. Oh yeah. Như vậy mới vui chứ. Lên lên lên.
phải thật tập trung. Vụ này khó nè. Wow, suýt thì tiêu rồi. Mình sẽ làm thế. Mình sắp thắng rồi. Chờ chút. Cái gì vậy? Chắc không có gì đâu. Đang tập trung nè. Không gì cản được mình. Cẩn thận. Được rồi. Căng cực luôn. Này Betty, con đang làm cái đầu yếu đuối mong manh của tôi. Sao con lại làm thế? Con xin lỗi ạ, bàn phím bị hỏng ấy bố. Hỏng sao? Khoan đã, con có bài tập hả? Nhưng như thế thì sao đánh máy? Bố có cách rồi. Tin bố đi. Đầu tiên ta sẽ cần đất sét. Bố sẽ bắt đầu với đất màu nâu. Dùng một miếng kính để ném nó xuống này. Làm tương tự với những màu còn lại. Hoàn hảo, mình có mọi thứ cần thiết rồi. Giờ đã đến lúc lắp ráp. Mình sẽ đặt miếng đất sét này vào đáy, rồi trồng những thứ còn lại. Cho vào ngay đây nè. Bố ơi. Chup chup. Cái gì đấy? Gõ tiếp đi nhanh nào. Bài này cháy thế không biết. Bố đừng hát nữa ạ. Làm con mất hết hứng học rồi. Rồi bạn mang cả hai qua đây. Đó là cách bạn tìm ra X. Này, một buổi hòa nhạc rock. Là tối nay. Nhìn kìa, chúng ta phải đi thôi. Chà, lên đồ thôi. Đợi một chút. Tôi phải đeo vòng đã. Và vương miện nữa. Đã, vì tôi là công chúa. Một công chúa sang chảnh. Chính xác luôn. Đợi đã, phải dặm phấn một tí đã. Ôi không. Hắt xỉ mạnh quá. Ôi. Ồ không. Thế này không ổn. Nó khá là ghê. Đợi đã. Nhìn kìa, mặc cái này đi. Được rồi. Tôi thấy kỳ kỳ sao á. Nè. Lật nó lại. Được rồi. Đúng vậy đấy. Thật sao? Bây giờ hãy kéo nó. Được rồi. Thế này hả? Chà, trông cực kỳ cháy luôn. Bạn thích à? Cháy thôi. Chà, chắc tôi sẽ mặc cái này. Chán quá. Mình sẽ không bao giờ đủ ngầu để làm điều đó. Nhưng vẫn còn hy vọng mà. Bạn cần biến áo sơ mi trơn thành xanh điệu. Chỉ cần ủi lên đó một hình ảnh đẹp mắt. Giấy sáp rất hữu ích đấy. Chỉ cần bóc nó ra và đã đến lúc bùng nổ rồi. Thật tuyệt phải không? Wow. Tôi cũng nghĩ vậy. Yeah, muốn đeo vòng cổ của tôi không? Tôi á? Chắc chắn rồi, nó sẽ trông rất ngầu đấy. Thật tuyệt vời. Cùng quẩy nào. Tớ đi mua sắm và chọn được màu mắt tinh xỉu. Ghen tị quá nhờ. Cậu muốn xem không? Nhìn này, đẹp đúng không? Mấy màu này đẹp quá. Ước gì tớ cũng có. Cậu dùng của tớ cũng đẹp mà. Cảm ơn bồ. Em chào thầy. Các cô gái, các em đến muộn. Có mỹ phẩm á? Có vấn đề gì không vậy? Dạ không, có gì đâu ạ. Em giấu gì sau lưng đấy? Tay em thôi ạ. Khả nghi lắm nha. Cho thầy xem nào. Ồ không, không có gì ạ. Ashley, thả ra. Ok, mỹ phẩm của em. Ashley, thả ra. Nhưng của em mà. Mọi người ơi, hơi kỳ cục nha. Em, đi vào lớp đi. Xin lỗi ạ. Thả ra Ashley. Tốt, thầy mất tập trung. Đúng là con nít. Để giữ gìn bảng phấn mắt của bạn, hãy chuẩn bị một cuốn sách. Dùng một cây kéo để tạo lỗ trên sách. Nhớ là cắt thành hình của bảng phấn mắt nhé. Rồi nhét bảng phấn mắt vào đó. Thế này nè. Trang trí tùy theo sở thích của bạn là xong rồi. Và cải trang cho mỹ phẩm. Đi vào lớp thôi nào. Đứng lại đó. Xoay một vòng đi. Không có mỹ phẩm. Tốt, em có thể vào. Tiện, ý em là... Vâng ạ. Này, có sao không?
tớ đang vui lắm. Wow, đỉnh nhờ. Lấy thêm cái cọ nữa. Và giờ tớ có thể trang điểm xinh nè. Ai biết sách giáo khoa có thể hữu ích thế chứ. Nhìn cậu xinh lắm luôn. Cậu muốn đọc sách không? Cô ơi, em làm xong bài rồi ạ. Thôi nè, cô sẽ bất ngờ đó ạ. Để xem. Cô làm. Quay đi, em xin. Mà em cái gì kìa? Dạ, em không hiểu cô đang nói gì ạ. Em trang điểm à? Dạ không, em về chỗ đây ạ. Khoan, xoay một vòng đi. Em không có mỹ phẩm mà. Lạ thật. Ừ, đi đi. Đẹp thì có gì sai. Wow, sao cô ấy xinh như vậy nhỉ? Tự nhiên từ bé đã vậy rồi mà. Họ không biết mình có một bí mật. Tôi lại nào. Cô bận rồi, may mà mình đã ém chức. Lấy một tẩy và lấy kéo cắt muốn góc ra nhé. Chúng ta chỉ cần một mảnh nhỏ thôi. Chấm keo vào tăm bông nè. Rồi ấn tẩy vào đầu tăm bông. Sau đó tô mascara lên miếng tẩy. Tôi kiếm luôn nha mọi người. Xong rồi, xịn chưa? Mình sẽ lướt miếng tẩy này trên mí mắt. Và nốt bên kia. Hoàn hảo luôn. Tốt lắm. Mình xứng đáng điểm 10 cho mẹo này. Bạn có thích nhẫn mới của tôi không? Tôi thích chiều chuộng bản thân lắm. Chà, mình thích vàng quá. Wow. Tôi thích sưu tầm những món đồ cũ. Chiếc đồng hồ đó, đó là thứ đắt nhất ở đây. Cái gì? Nó đang muốn nói điều gì à? Tôi không hiểu. Hả? Đó là một lá thư. Không biết là gì nhỉ? Chỉ có một cách để tìm hiểu. Tôi nghĩ đó là buổi trình diễn thời trang. Bạn nói đúng. Vậy sao? Chúng ta phải đi thôi. Được rồi, nhưng trước tiên là phụ kiện. Mình thì không có rồi. Đó là hàng hiệu hết hả? Mình còn chả có ví. Không. Ở đây có gì thế? Không. Còn ở đây thì sao? Ellie mặc quần lót kiểu bà già. Tôi biết rồi, xin nhé. Này, ôi. Ôi, có rồi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chuẩn, đã đến lúc thiết kế. Nhưng trước tiên hãy cắt bỏ phần giữa này. Như vậy sẽ vệ sinh hơn. Hoàn hảo, và thế là mình sẽ có một cái áo. Sunny, đó là cái gì vậy? Áo crop top mới của tớ đấy. Rất dễ thương luôn. Trông được đó nha. Tớ cũng sẽ biến đổi một tí. Xem chiếc thắt lưng này có thể làm được gì nhé. Đây là cách mình đeo nó. Phải xoắn và thắt cẩn thận. Rồi luồn qua đây và đây. Chỉ cần một nút thắt nữa thôi. Chúng ta bắt đầu thôi. Trông tôi thế nào? Chà, thật tuyệt vời. Nó hoàn toàn phù hợp với bạn. Tôi biết, chúng ta đi ra khỏi đây thôi. Ôi trời. Cười nào. Tôi có thể quen với điều này. Hôn nè.